Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp theo của Minecraft Hexit tập 8. Hôm nay chúng ta sẽ đi đánh cái con rắn tên gì nhỉ? Không ấy. Naga. Con rắn Naga. Cái con đây. Con rắn. À, nói chung là map à, đây rắn à. Đây. Bọn mình sẽ tiến tới và tập gym nó. Nó sẽ ngay đây. Wow. Lấy đống đóm không ấy? Ui sóc kìa, sóc kìa. Đâu? Đây, đây, đây. Sóc vậy. Đây, đây, đây. Làm gì đây? Sóc này. Sóc cái sóc. Lấy đống đóm mang về. Đống đóm làm gì? Con lấy kiểu chứng rồi. Hả? Đặt ra hả? Kìa, đó kìa. Shit. What the fuck? À, đánh vô cái đầu hả? Đậu phộng. Thốn vậy. Đánh vô cái đầu á. Đánh vô cái đầu nó. Đậu phộng. Còn con chó. Đấy, tôi muốn chết mẹ. Đậu phộng. Đánh thốn vậy. Chưa có gì đâu rồi. Đánh đi khóc nữa. Thôi tôi dậy đi. Solo Yesu 20 giờ rồi. Thôi tôi chạy đi. No. Tôi đang chạy đi. Ôi, mấy cái con này, em mấy con này nó đánh nó ra thịt luôn á. Đánh nó ra cái What the fuck? Nó còn miếng, nó chết rồi. À, nó chưa chết, còn miếng nữa. Sắp chết rồi. Ui. Ui. Chết chưa? Còn một máu. Còn. Yeah. Tôi được cái đầu Naga nè. Lại cái cuối cùng chúng ta đã giết được con rắn Naga. Ê, cái Naga. Tôi có cái đầu của Naga nè. Đúng. Tôi xem. Nhìn gắn này nè. Vãi, bé vãi. Cái chiếc cao có gì không? Không. Nó con Samai à? Ê, đi kiếm cái con này nó có ấy á. Nó có da. Con này vàng ngơ ngác. Không thấy con trồn nhưng ôi, trong đây có gì ấy? À, con đom đóm. Con này chất nhờn xanh này. Hình như đây nhiều boss lắm. Mưa rồi. Thử lên trên cao có gì không? Trên cao có mẹ gì đâu. Thấy map nó nhỏ, hụt về đi ông ơi, xong nhiệm vụ. Ở đây còn mấy cái gì nữa? Ê, ông thấy cái gì? Ông thấy cái gì? Cây, người cái cây màu xanh luôn không? Cây kìa. Cây bự chà bá đó. Gần. Bên phải cuối cùng, bên góc bên phải dưới á, cuối cùng luôn á. À, hai cây đúng không? Ừ. Chỗ đó có boss á. Chỗ đó có boss á. Ừ, đi. Điêu rồi. Xét hòm kìa ấy. Rồi. Tôi đánh dấu rồi. Lắc. Oh shit. Ông chuyển hết trời mưa đi. Ok. Ừ,
vãi. Ông ơi, con dê này. Con dê đúng không? Vãi con dê. Con dê. Con dê. Con dê này. Cái đó là con chó. À, à dạ, rồi, đây con chó. Đó là con chó. Đang đi lại cái cây. Ủa phải không ta? Chả nhớ nữa. Không biết phải cái cây này không hả? Đập đập. Đập vô đi. Trong đây có trộm vào. Như không có gì. Kinh thế. Smile. Tại smile không đây. Long smile. Oh shit shit shit. Lấy máu mà đập. Ê cái gì kìa, king smile. Oh shit. Slam, smile, slam. Sao lại mình còn con gì? Vua vua chất nhờn. Ừ, vua chất nhờn. Đâu rồi, nó đâu? Where is he? Thật là bắt qua lóc anh em à. Thấy gì đâu? The fuck man. Lừa đảo rồi. Ờ là thấy nè. Như bên cây này không ơi. Mất rồi. Tớ mất con đấy rồi. Đâu rồi hả? Rồi tớ lên tay thử coi. Ê nó nè. Ờ phải không? Không rồi. Đâu. Không phải, con này chỉ là blue thôi. Ừ. Trời. Đá, shit. Goodbye, motherfucker. Đây này có đom đóm nè. Đây chả có gì hết đó, con salami đâu. Có thấy gì đâu chưa? Ờ. Shit. Ra cái cây này nè. Cây tinh thánh của con nó. Mấy con salam. Mất công xuống, khổ thật. I'm fry. Ê lại có cái chữ King Slam nè. What the fuck? Đâu không? Đây nè, TV tôi. Chờ ai ở đâu luôn á. Hay là nó ở dưới nhỉ? Có hết rồi. Ê ê! Có khi nào nó ở đây không? Rồi. Đậu. What the fuck? Really? À, it's it. Ê! Đừng! Kinh chồng ai? Quanh đây sao? Nó đâu quanh đây nè. Cổ phỏ. Chả thấy đâu luôn.
thể hiện cho ông coi. What the fuck? Cái gì đây? Bạn chết đây. Bắt đầu thế vậy? Ông nghĩ từ độ cao này rơi xuống tôi chết không? Chết. Ê, đó đâu đây nè. Dậu phẩm. Thì thấy chữ King Slam. Ông hay là nó mới. Tôi nhảy xuống. Không. Ừ, xuống đi. À, có nước kìa. Shit. Còn ở đâu thế nhỉ? Đắc vì anh ta rơi xuống đất quá mạnh. Đưa lên. Đâu, cái gì đâu. Tôi thấy mộ ông. Ủa, có đâu ta? Thua. Thôi vài đi ông ơi, vài vài. TP tôi đi. Gà, gà vậy. Ao địch không. Còn xuống đây. What the fuck? Đồ ngốc. Ôi, thôi đi đi về. Đi đây, đi đây. Lạc trôi rồi. Đây nè. Ok. Đi tiếp theo cái đầu Naga vô. Cái đầu Naga đó rồi. Bắt đầu Naga rồi ông ơi. Bắt đầu Naga rồi. Ông đem à. Tôi chả nhớ anh. Hình như gắn, tôi gắn. Đợi để tôi lấy lại nha. Naga. Ok. Tôi gắn đầu Naga. Ơ, đặt con ngựa. Đợi xe đây, ok. Nè. Chiến công đầu Naga. Ê, đi vô cái lâu đài đi không à. Tôi làm cái bộ giáp của Naga cái. Kiểu gì? Tôi lượm được mấy cái Naga này. Có đủ không? Đủ 8 cái của tôi rồi. Đậu xanh. Ta-da! Rồi, fire rest. Ngon. Con chim, con chim. Đây nè. Đây. Đây. Ông giống giống năm mặt mai rùa ấy. Vãi. Như là trước nó kẹt 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 rồi. Nhện. Mất nhiều nhện. Tôi đang đi lấy cho nhện là cái ba lô. Đi 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 lâu đài không? Đi. Thôi. Đi, đi bê tôi đi. Tôi đang. Đi. Gà nữa không biết phải nữa. Tôi được thở dưới nước này. The fuck. Thở dưới nước 2 phút. Ủa. Điều ấy.
Kim cương bình thường được thôi. Hôm nào được kim cương vậy? Kim cương Trung Quốc. Người tôi là hút mấy cái đồ kia. Bộ giáp mày vô là nó hút kinh vãi luôn. Hút như cô tết. Đồ bắn kim cương. Không nào được. Ông ơi, qua đây nè, cho em qua đây. Tao tôi lụm tay nhận ra. Nè nè, đồ lại nè. Ghê. Như đây có boss hay gì á? Ông phá đi rồi. À ông đắp lại đi. Ông ơi, nó có boss nè ông ơi. Đâu? Không nè, con bình thường thôi. Cứu tôi, what the fuck ra. Kiểu lâu đài, lâu cái đài. Gì á? Chuyện gì ấy? What the fuck? Bộ giáp khó chịu vậy. Ôi, ôi, tê 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 tê. Nó có hút hút khó chịu vậy luôn. Có rương không rồi? Ba kim cương. What the fuck? Ba cũng được bảo luôn. Ngon chim, ngon chim, ngon chim. What the fuck? Cá mình cần. Có lấy cái này. Ôi, tôi có mấy cái cây. Mấy cây này rồi, ngon. Mấy cây này làm được cái gì ta? Stop á. Win stop. Ơ à, nhầm. Có cái trap sao bố đây à? Ở đây nè. Một cái này, một cái magic, một cái diamond. Ok. Mấy anh hút khó chịu vậy. Đâu rồi? Đánh bọn người xưa. Tôi nhặt được cái Asian. Asian. Đây là băng. Băng ui. À mấy cái. Cái đó là bóng ra băng á. Múc không có cái cây stop kìa. Đậu phòng mày. Cút ra. Cút ra. Kiếm cũng bị hút sợ thật. Ờ, gầm kiếm có người hút. Nó thanh hút. Hút như con tết. Con tết Sky. Anh ơi. Ui, có kiếm quá. Đâu? Đâu? Đâu, bắt đầu. Anh này, anh ấy. Đâu? Tôi vừa chết. Ôi, đây được pin gì đấy. Đừng làm gãy phép quả thế. Ừ. Thôi cái lửa nè. Lửa là gió. Ui. Cái gì nè. Tôi được bộ giáp mới nè. Tôi có lửa, gió với lại điện rồi. Bớt chỗ nào, tôi thấy gì đâu. Có đâu mà chỗ này hả?
fuck you cheat. What the fuck? Mà. What happened? Đâu, phải phải boss đâu. Quấn chết mày hơn. Cái kia chắc tụi em đánh chết. Cái con mà người có mấy cái hiệu ứng đấy. À. Con nó kiểu đột biến á. Tôi có nước luôn rồi này, ở Arsenal. Mình sẽ kết thúc cái tập lại tại đây và hẹn các bạn tập tiếp theo sau tập 9 nhé. Tạm biệt các bạn. Yeah.